Thưa quý vị, khi nhắc đến người nghệ sĩ trẻ, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam Trần Văn Sâm, người nghe sẽ nhớ tới ngay một loại nhạc cụ dân tộc. Khi đã lĩnh hội hết những kỹ thuật khó nhất để chơi đàn cùng với những tác phẩm của âm nhạc Việt Nam và quốc tế, anh đã mang cây đàn nhị đi biểu diễn ở hơn 30 quốc gia trên thế giới. Những ngón tay của nghệ sĩ trẻ này như hòa đồng trên dây đàn để tạo nên hình ảnh của âm thanh đàn nhị. Người nghe đàn nghe được tiếng ngựa hí, khi thì duyên dáng gợi lên khúc chân tình du dương thanh thoát. Và anh đã truyền niềm đam mê của mình cho nhiều học trò. Trong chương trình Không gian văn hóa nghệ thuật ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm có sự kết hợp giữa nền nhạc world music với tiếng đàn tỳ bà và đàn nhị. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Tác phẩm vừa rồi một lần nữa đã cho thấy sự kết hợp tuyệt vời giữa âm nhạc truyền thống của Việt Nam với âm nhạc thế giới. Và rất hy vọng rằng trong thời gian tới đây, chuyên mục thưởng thức sẽ lại có cơ hội được giới thiệu những tác phẩm với sự tìm tòi sáng tạo của những người nghệ sĩ để gửi đến quý vị khán giả.